Xin kính chào các quý vị. Vâng, trong dòng chảy audio, nếu có một hãng nào đó được nhiều giải thưởng của các tạp chí cũng như các chuyên gia đánh giá thì cũng đã là một tín hiệu rất là tuyệt vời và đáng mừng, vì đó là những hãng rất nổi tiếng. Nhưng có những hãng và có những dòng sản phẩm lại được chính giám đốc của các tạp chí cũng như là các trung tâm mà người ta đánh giá, thì đấy, tôi nghĩ đấy là một dòng sản phẩm rất lạ và đặc biệt. Và hôm nay thì tôi muốn nhờ lời của ông Robert Edwards, giám đốc của tạp chí TV, và đánh giá một trong những cặp loa mà gọi là, như người ta nói là cặp loa đi trước thời đại và công nghệ, và chúng ta tìm hiểu xem cặp loa đấy thì nó có cái gì đặc biệt. Vâng, đây chính là cặp Harbus, và đây chính là cặp Super LH5 Plus. Khi nói về cặp này thì tôi cảm thấy rất là phấn khích khi muốn thử và trải nghiệm ngay. Như các bạn nhìn thấy trước mặt các bạn đây, đấy chính là hai khối hộp loa. Vâng, đây vẫn còn nguyên seal các bạn nhé. Đây là vẫn còn tem nguyên seal của hãng Harbus. Đó, và được đóng ở trong cái thùng cắt tông như thế này. Và trên này thì nó có những cái cảnh báo để cho chúng ta biết được là phải nâng nơi u này. Cái cặp loa này không để được trồng quá được 5 cái này. Rồi phải để đứng này, tránh mưa này. Và khi bê phải hết sức cẩn thận. Khi nói đến dòng Harbus này thì ai cũng biết đây là cặp loa đến từ Vương quốc Anh, và cặp loa này đã làm nên huyền thoại của Harbus, đó chính là các hệ thống đã được cung cấp cho đài truyền hình BBC của Anh, và cũng như nhiều studio bây giờ là đang cũng muốn hướng tới chơi một những cặp loa Harbus này. Và cặp loa Harbus này thì nó có một chất âm rất là, như các mọi người vẫn từng nói, nó còn như thế nào nhỉ? Trung thực này, tự nhiên này, nhưng mà nó lại kèm theo một cái gì đó nó rất khác những cặp loa bình thường, đó chính là một cái công nghệ mới XD mà bây giờ hãng đã đưa vào ứng dụng. Đó là cái công nghệ mà ma trận để khi tính các thuật toán, các hướng đi của âm thanh và làm sao để làm cho cái âm thanh nó có tính tự nhiên. Vâng, tôi nói thế thì cũng là hơi nhiều một chút rồi. Còn bây giờ thì tôi cũng muốn cùng các bạn là khui luôn cái thùng loa này ra xem, để xem nó có cái gì và tại sao với cặp loa này mà dân audio mà nhiều người cứ phải đi tìm đúng cặp loa này để nghe, để trải nghiệm, để biết được những cái tính năng của cặp loa này. Đây là trên này thì vẫn còn nguyên cả tem zin, và đây thì cũng là cái tem của hãng Harbus khi người ta vừa dán. Đây cũng là một cái gọi là guarantee, thì chúng ta cắt đó, và đầu này thì người ta sẽ được cắt kèm pin rất là chắc và cẩn thận. Và ở đây thì nó sẽ có các cái vấu đinh, tức là người ta sẽ dùng đinh để người ta kẹp nó vào. Ồ, cũng thật chắc chắn các bạn ạ. Vâng, tôi cũng đã phải chuẩn bị trước một cái kìm nhọn này để có thể gắp được cái đinh này ra cho nó. Đó, các bạn thấy cái sự chắc chắn. Vâng, những cái đinh này đó cũng là các cái đinh kim loại nên cũng có thể nguy hiểm người khác. Các bạn cũng cố gắng chú ý là khi mình dùng xong mình cất đi làm sao để không ảnh hưởng tới môi trường. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra. Wow. Vâng, trên đây thì nó có bốn cái tấm xốp như thế này để nó đậy. Và trên này thì nó có một cái catalog của hãng Harbus. Đó. Vâng, sau khi đưa cặp loa ra ngoài thì chúng ta sẽ cùng bóc và trải nghiệm xem cái cặp loa này nó được ứng dụng cái gì. Ồ, nó thật là dính các bạn ạ. Cái này đúng là băng dính của nước ngoài nó cũng có khác. Và trên này thì nó có một cái... Cái này là cái giấy chứng nhận về cặp loa này. Và nó có các cái mã số và số series. Và bên trong này thì nó cũng bày cho chúng ta cách setup phòng khi chúng ta chơi cặp loa này, và cách đấu dây loa, và các cảnh báo về các độ an toàn của cặp loa. Ồ, cái đó thì bây giờ tôi bóc luôn.
nó được phủ một cái lớp áo, nhưng mà sờ vào cái lớp áo này thì trông nó rất là, nó giống như là một cái sợi tổng hợp ấy, nhưng mà nó mềm lắm các bạn, cảm nhận được nó rất là mềm. Nhưng khi bóc ra thì cái màu vân gỗ cherry này thì tôi lại rất thích, nó giống như cái gỗ hồng đào của người Việt Nam mình bên này người ta vẫn nhìn thấy đấy. Nó rất là mượn, mướt và mịn. Và cặp loa này thì tôi nghĩ với người, với không gian của người Việt mình thì chắc cũng sẽ có nhiều người thích, là thứ nhất là cái khổ loa, cái phần thứ hai là cái độ đẹp của cặp loa này. Còn bây giờ thì tôi phải bỏ găng tay ra và phải trực tiếp bê cặp loa này lên trên thùng này, thì tôi sẽ giới thiệu với cả các bạn. Vâng, sau khi đưa loa cái kệ thùng này thì các bạn nhìn thấy cái sự đẹp của cặp loa này đúng không ạ? Đúng là cũng là danh bất hư truyền, tại sao các tạp chí và các chuyên gia đánh giá rất cao. Cặp loa này thì nó có một cái khổ diện tích cũng như cái khối thùng của nó làm bằng gỗ thật. Khi chúng ta nhìn thấy các cái vân gỗ thật này thì đó là cái sự tự nhiên cao. Còn về phía cầu loa này thì nó được sử dụng hai cầu loa mạ bạc. Rất là chắc chắn ạ. Tôi cứ phải thử trước để xem cảm nhận khi mình cắm giáp bắc chuối và giáp càng cua thì nó có gì đặc biệt không. Đó, rất sự chắc chắn. Và chúng ta có thể chơi được nhiều định dạng cắm giáp khác nhau. Còn bây giờ chúng ta quay về mặt đằng trước. Và với dòng loa Harbert này thì một cái tiêu chí là đây là một hàng handmade. Lên tất cả các e-căng khi lắp vào là nó có sự độ rất là chắc và chặt. Vì những dòng loa này là người ta ít khi người ta sử dụng bỏ e-căng ra ngoài, là để nó giữ được cái phần của các cái driver của loa. Nhưng các kỹ sư hãng cũng đã khuyến cáo chúng tôi là phải dùng một hệ thống nam châm để hít cái cặp e-căng này ra ngoài. Đó, khi các bạn hít vào đây thì các bạn sẽ lấy e-căng ra rất là dễ dàng. Còn nếu không, các bạn mà cứ cố gắng để lôi cái e-căng này ra thì đôi khi nó sẽ làm tổn thương các cái rãnh này. Đó, vì cái e-căng này trông nó thì cũng không có gì là quá là ấy cả. Chúng ta sẽ có nhiều kiểu hít, chúng ta hít đây cũng được. Đấy, lôi ra điểm sao các đầu chỗ giáp lai nối những cái đỉnh này thì nó sẽ có một cái điểm hút tốt hơn. Vâng, với dòng loa này thì nhìn đây thì thấy ba loa, ba driver, nhưng mà nó lại là loa hai đường tiếng. Còn cái hệ thống hỗ trợ ở đây nó chỉ là cái dòng của Superchef, tức là ở cái dải siêu siêu cao, để dành cho mọi người có thể nghe được cái dải cao nó lung linh hơn, đẹp hơn và cảm nhận sâu sắc hơn về các dải tần của âm thanh. Ồ, ở đây thì đây người ta còn có cả chuyện cái chữ Harbert Made in USK. Nhưng mà tôi vẫn đang tìm hiểu sâu về cái công nghệ XD này. Đó là một trong những công nghệ mà Xtender Definition mà hãng đã mất rất nhiều năm để nghiên cứu. Và đây là một trong những cái gọi là chùm cuối của phiên bản 40 năm thành lập hãng, để đưa ra những sản phẩm mà tôi nghĩ nó sẽ đi cùng với cả một thời gian mà thời đại rất là lâu để chúng ta cảm nhận được. Và tại sao Harbert này khi hàng năm các doanh số bán hàng của hãng cứ tăng lên, với nhiều người chơi càng ngày càng cảm thấy yêu dòng loa Harbert lại hơn, yêu dòng âm thanh của Harbert lại hơn. Và cách phối ghép thế nào thì chúng ta sẽ cùng đợi xem một cái clip tới. Tôi sẽ cùng các bạn có một sự trải nghiệm về kê phòng, setup phòng và dùng âm ly gì để cho nó phù hợp với cả dòng loa Harbert này. Và hẹn các bạn vào ít phút sau.